ơi. Con là rùa. À con bà rùa. Con Doraemon. Con Doraemon. Ừ. Đây. Máy bay ô tô. À máy bay ô tô. Ô tô màu gì? Máy bay màu gì? Máy bay màu đỏ. Màu đen. Tiếng Anh đọc làm sao? Con hổ. À, con hổ. Con hổ màu gì? Màu vàng. Màu vàng giỏi. Tiếng Anh đọc sao? Ba. Ơi. Ghê quá. Bác Bin bắt được con gà sậu nè. Con này á. Con cá màu đỏ. Con cá màu đỏ. Đâu? Cá sấu đâu? Quá ghê quá. Ơi. À ghê quá. Con rùa. Đâu con rùa đâu? Bin ơi. Bin ơi. Con làm gì vậy? Con chơi hả? Con gì vậy? Cá sấu hả? Quá ghê quá. Bin bắt cá sấu ghê. Bin bắt cá sấu ghê. Ghê quá. Cá sấu dưỡng con. Ủa, wow, bác cà sậu kìa, bác con gì nữa? À, bác cà sậu bà rồ á. Bác khủng long bác ơi. Ui, con cà sậu to quá. Có cặn không? Có chân cặn nhá. Ui, quá, có chân cà sậu cặn á. Không bác con gì nữa? Khủng long nữa hả? Bỏ bà rồ hết hả? Quên quên bác con gì con? Quá, wow, con là con gì? Con rùa. À con rùa. Đánh ra cho em Minh nè. Em Minh bắt con gì vậy? Quá, wow, lại được chiếc xe ô tô rồi. Quá. À, bắt cà sậu luôn hả? Có chân cà sậu cắn kìa. Quá, wow, nguy hiểm quá. Hả? Con gì vậy con? Con bò rùa. Con bò rùa. Ừ, ghê quá. Con như vậy gì Bin? Bin. Con như vậy? À, con cà sậu hả? Ghê quá. À, nhà xe ô tô nè. Con chạy ra đây. Con chạy ra quên quên. Trời ơi, nửa đêm đi bắt cà sậu rồi hả? Ừ, ghê quá. Nửa đêm đi hai chị em đi bắt cà sậu rồi. Hai chị em đi bắt con. À, xe hả? Hai chị em bắt hai con cà sậu luôn kìa, ghê quá. À, xe nữa hả? Con cá màu gì con? Màu trắng rồi. Đâu phải, màu xanh biển. À, màu vàng đúng rồi. Chị Anh đọc sao? Cá dầu. Giỏi. Ba, đây là con chú tử. Bỏ vào rổ lại con, bỏ đồ chơi vào rổ lại con. Đây là con chú tử, con rổ.
Bỏ đồ chơi với rổ lại đi. Hai chị em bỏ đồ chơi với rổ nhá. Bỏ hết vô. Đi, bỏ đồ chơi với rổ đi con.